Kinh tế không giao lưu với nhân dân tệ, mấy thằng hai mặt thẻ không kính nể, hút vay tiền mà có văn huynh đệ. Để làm trụ cột trong gia đình, anh của đồ bọn đi lên thật oai. Trong thành phố như game nhập vai, vừa hip hop lại còn đẹp trai.